Vâng, và vừa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có 3 cây lá ngọc cành vàng nha cả nhà. Gốc bứng rất đẹp nha. Đây, đây là cây số 1, nó còn một cái dáng hình thú nha cả nhà. Đây, rất là dễ thương luôn nè, em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Thì nó có một cái vết nứt ở đây nhưng mà không sao nha cả nhà. Cái này á, về chúng ta nuôi thời gian nó sẽ kéo liền lại hết nha. Rồi, cái cây này thì em ghép được 2 mắt bo nha. Nó chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa đây. Rồi, cái cây này thì em bán với giá là 500.000 một cây ha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây mai lá ngọc cành vàng nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục là cây số 2. Đây, cây số 2 thì em ghép được 2 mắt bo nha. Rồi, cái tán của nó ra thì rất xum xuê luôn nè. Đó, cái này đợi già chút xíu nữa là ta lấy bo ha. Nhìn màu vàng nó rất là đẹp luôn nha. Rồi, cây số 2 này thì nó có cái hoành là 18, cao là 35 và ngang là 30. Thì cây này em bán với giá là 500.000 một cây luôn ha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, và tiếp tục là cây số 3. Đây, cây số 3 nó có một bộ đế rất là vững luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Và cái cây này thì em ghép được 3 mắt bo nha. Đó, cây rất xum xuê luôn nha. Nhìn lá vàng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái cây này em bán với giá là 600.000, sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Cái hoành 22, cao là 40 và ngang là 30 nha. Rồi, cây số 3 lá ngọc cành vàng này em bán với giá 600.000, bao phí vận chuyển luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai chiếc chè bông nha.